chào quý vị các bạn. Như vậy là Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe Honda Brio hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 3 phiên bản. Cùng với VinFast Fairlane, Honda Brio trở thành một trong hai mẫu xe có giá bán cao nhất phân khúc. Nhưng giá bán này đi cùng với những tính năng nào, động cơ ra sao? Mời các bạn cùng Autoly tìm hiểu sau 15 giây quảng cáo. Giới thiệu Ford EcoSport mới. Không chỉ linh hoạt. Ford EcoSport mới. Chuyên gia đường phố của bạn. Xét về thiết kế ngoại thất, cả hai mẫu xe đều sở hữu ngôn ngữ thiết kế khác nhau. Nếu như Honda Brio gây ấn tượng với kiểu dáng mạnh mẽ, thể thao, năng động, đặc biệt là phần đầu xe của bản RS có thiết kế khá là hầm hố, thì VinFast Fairlane lại sở hữu ngoại hình mềm mại đơn giản với nhiều đường nét bo tròn hơn. Bản cao cấp nhất của hai mẫu xe này đều được trang bị la răng hợp kim 15 inch và hệ thống đèn pha halogen. Mời các bạn đến với những thông số khô khan về kích thước tổng thể của cả hai mẫu xe. Với thông số dài rộng cao của Honda Brio lần lượt là 3.817mm, 1.682mm và 1.487mm, trong khi của VinFast Fairlane là 3.676mm, 1.632mm và 1.495mm. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Honda Brio có chiều dài và chiều rộng lớn hơn đối thủ. Ngoài ra, chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm của xe Honda Brio cũng nhỉnh hơn mẫu xe thương hiệu Việt. Bù lại, VinFast Fairlane lại có chút lợi thế về chiều cao. Tiến vào bên trong kho nội thất của cả hai mẫu xe, chúng ta sẽ có gì ạ? Vâng, cả hai mẫu xe Brio và Fairlane đều được đánh giá là ổn nhất trong phân khúc xe hạng A tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nếu so sánh trực diện hai mẫu xe cỡ nhỏ này thì VinFast Fairlane có phần nhỉnh hơn về trang bị cũng như tiện nghi. Cụ thể, nếu như VinFast Fairlane được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch thì Honda Brio chỉ được trang bị màn hình cảm ứng cỡ nhỏ là 6,2 inch. Nếu như nội thất của VinFast Fairlane được bọc da tổng hợp với hai màu đen và xám thì nội thất của Honda Brio chỉ được bọc nỉ màu đen với những điểm nhấn trang trí màu cam, thể hiện tính thể thao. Thêm vào đó thì Fairlane được trang bị điều hòa tự động có cảm biến độ ẩm. Trong khi đó, hệ thống điều hòa của Honda Brio vẫn thuộc loại chỉnh cơ. Xét về thông số động cơ, sức mạnh của hai mẫu xe thì sao? Cung cấp sức mạnh cho VinFast Fairlane là khối động cơ xăng 4 xi lanh 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa là 98 mã lực tại 6.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng trên phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Còn quay sang Honda Brio, mẫu xe này cũng sử dụng động cơ 4 xi lanh 1.2 lít SOHC iVTEC cho công suất tối đa 89 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Với công suất và mô men xoắn lớn hơn, nhiều khả năng mẫu xe thương hiệu Việt VinFast Fairlane cũng sẽ có cảm giác lái bốc hơn so với đại diện đến từ nhà Honda. Thêm một điểm đáng chú ý là dù thuộc phân khúc hạng A, nhưng cả hai mẫu xe này đều được trang bị khá nhiều công nghệ an toàn. Tuy nhiên, ở khía cạnh này thì VinFast Fairlane, thương hiệu xe Việt, tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Honda Brio. Cụ thể, nếu Honda Brio được trang bị hệ thống 2 túi khí ở hàng ghế trước, thì Fairlane trong khoang cabin chúng ta lại có tới 6 túi khí. Đó là chưa kể danh sách hàng loạt các trang bị an toàn của Fairlane khá được đầy đủ, bao gồm hệ thống chống bốc cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, còn hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, chức năng chống lật rồ, hỗ trợ khởi hành gas dốc HAS và camera lùi có điều hướng. Trong khi đó, những trang bị của Brio chỉ dừng lại ở chống bốc cứng phanh ABS mà thôi. Về giá bán, đây là điều được nhiều người dùng đặc biệt quan tâm khi chọn mua mẫu xe ở trong phân khúc hạng A. Mặc dù được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, song Honda Brio bản cao cấp nhất có giá 452 triệu đồng, mềm hơn so với VinFast Fairlane được lắp ráp ở trong nước là 472 triệu đồng. Tuy nhiên, dù đắt hơn tầm 20 triệu đồng, song Fairlane lại được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ thương hiệu Nhật Bản về tiện nghi cũng như là các trang bị an toàn. Qua video này, có lẽ quý vị các bạn cũng đã chọn được cho mình mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân cùng gia đình rồi phải không? Quý vị các bạn nhớ comment mẫu xe mà mình chọn ngay phía dưới video này nhé. Cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autoely để chúng ta cùng nhau bàn luận, thảo luận nhiều hơn về những mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại!